dựng hình bằng thước và compa, dựng hình thang. Vẽ hình mà chỉ dùng hai dụng cụ, compa và thước. 1. Bài toán dựng hình. Ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ như thước, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc, vân vân. Ta xét các bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng hai dụng cụ là thước và compa. Chúng được gọi là các bài toán dựng hình. Với thước, ta có thể, thứ nhất, vẽ được một đường thẳng khi biết hai điểm của nó. Thứ hai, vẽ được một đoạn thẳng khi biết hai đầu mút của nó. Thứ ba, vẽ được một tia khi biết gốc và một điểm của tia. Với compa, ta có thể vẽ được một đường tròn khi biết tâm và bán kính của nó. 2. Các bài toán dựng hình đã biết. Ở hình học lớp 6 và hình học lớp 7, với thước và compa, ta đã biết cách vẽ các bài toán dựng hình sau. A. Dựng một đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng cho trước, hình 46A. B. Dựng một góc bằng một góc cho trước, hình 46B. C. Dựng đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước, dựng trung điểm của một đoạn thẳng cho trước, hình 46C. D. Dựng tia phân giác của một góc cho trước, hình 47A. E. Qua một điểm cho trước, dựng đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước, hình 47B. G. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước, dựng đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước, hình 47C. H. Dựng tam giác viết ba cạnh, hoặc biết hai cạnh và góc xen giữa, hoặc biết một cạnh và hai góc kề, dựa vào các bài toán A và B. Ta được sử dụng các bài toán dựng hình trên để giải các bài toán dựng hình khác. 3. Dựng hình thang. Ví dụ, dựng hình thang ABCD, biết đáy AB bằng 3cm, đáy CD bằng 4cm, cạnh bên AD bằng 2cm, góc D bằng 70 độ. Giải. A. Phân tích. Giả sử đã dựng được hình thang ABCD thỏa mãn yêu cầu của đề bài, tam giác ACD dựng được vì biết hai cạnh và góc xen giữa, điểm B phải thỏa mãn hai điều kiện. B nằm trên đường thẳng đi qua A và song song với CD. B cách A một khoảng 3cm, nên nằm trên đường tròn tâm A bán kính 3cm. B. Cách dựng. Thứ nhất, dựng tam giác ACD có góc D bằng 70 độ, DC bằng 4cm, DA bằng 2cm. Dựng tia AX song song với DC. Tia AX và điểm C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ AD. Thứ ba, dựng điểm B trên tia AX sao cho AB bằng 3cm, kẻ đoạn thẳng BC. C. Chứng minh. Tứ giác ABCD là hình thang vì AB song song với CD. Hình thang ABCD có CD bằng 4cm, góc D bằng 70 độ, AD bằng 2cm, AB bằng 3cm, nên thỏa mãn yêu cầu của bài toán. D. Biện luận. Ta luôn dựng được một hình thang thỏa mãn điều kiện của đề bài. Bài tập. Bài tập 29. Dựng tam giác ABC vuông tại A. Biết cạnh huyền BC bằng 4cm, góc nhọn, góc B bằng 65 độ. Bài tập 30. Dựng tam giác ABC vuông tại B. Biết cạnh huyền AC bằng 4cm, cạnh góc vuông BC bằng 2cm. Bài tập 31. Dựng hình thang ABCD, cạnh AB song song với CD. Biết AB bằng AD bằng 2cm, AC bằng DC bằng 4cm. Luyện tập. Bài tập 32. Hãy dựng một góc bằng 30 độ. Bài tập 33. Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD bằng 3cm, đường chéo AC bằng 4cm, góc D bằng 80 độ. Bài tập 34. Dựng hình thang ABCD, biết góc D bằng 90 độ, đáy CD bằng 3cm, cạnh bên AD bằng 2cm, cạnh bên BC bằng 3cm.